con gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Cậu cả ở trong mà giá phải, cậu cả là đại mà thiếu gia rồi. Cậu cả gia đình mà khá giả, cậu cả có nhiều ngân phiếu ha. Cậu cả là cậu cầu con khẩn, cậu cả cái xưa đi cầu khẩn. Cậu cả lớn lên cậu cần đâu, cậu cả sinh ra là bắt ông thắng. Lớn lên trong sự giàu sang, giàu ngang ở trên vạch mức. Thì cái kho cứ ăn mặc thức, chứ cần nhiều thức đòi chuyện mình sạch nè. Khoanh tài sánh bài chủ cả mà không sợ ngã vì cậu có đô la. Vẽ xanh vào trong tư ca mà ngồi sofa hô la. Cần tiền ca lô, cho nó già cái chó về tuyệt sắc. Con gái ở trong villa mà bỏ đô la ở trong vali. Chào cậu cả, tôi là cậu ba. Dạo này cậu hot lắm đúng không? Hôm nay tôi có vài điều muốn nói với cậu. Nghe nói dạo này cậu cả hay lấy tiền cha mẹ đi ba ha. Chỗ nào tôi cũng thấy cậu cả, từ vũ trường khách sạn đến gara. Cậu cả khoe nhà khoe xe mà nhìn nợ tôi cả năm cậu lâu trả. Cậu cả vứt tiền ra ba đi, nhìn giấy nợ tôi thì cậu vứt đâu hả? Hôm qua anh đi vào ba, anh hút xì xa rồi tôi đáng sợ. Tôi thấy cậu ghê vợ tôi ở cái định mệnh cậu cả gan nhờ. Năm lai cậu chơi không gãy mà ba mẹ cậu ở nhà thì đang chờ. Nhà cậu thiếu nợ mà lên mạng bốc phét trả tiền nhanh không tôi đánh cậu bây giờ. Cậu cả trả nợ cậu ơi. Chào cậu cả, tôi là cô hai. Nghe nói gia đình cậu giàu có, cả ba đời không được tay việc nhỏ. Cậu mà bực cả gia đình giàu có, việc gì khó cứ để quản gia lo. Còn nhà tôi thì lại toàn con gái, tôi chị lớn nên gọi là cô hai. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, những gì nói đều đúng chứ không sai. Cha mẹ dặn tấm thân này cao quý, là báu vật ngọc ngà của mẹ cha. Dù nó chỉ là cọng tóc nhỏ, nếu ai đục vào đừng hòng mà cha tha. Cái được dạy là môn đăng hộ đối, không phải ai cũng đều có cơ hội được bước vào mà làm rể nhà ta, để chiêm ngưỡng thân hình con gái cha. Cho hỏi, ở đây có ai là con Út không? Cậu Út rất thích ngắm hoa cúc, cậu Út uống nước dùng mà ống hút. Cậu Út viết bài dùng cây bút, cậu Út ăn cơm không cần ai đút. Cậu Út rất thích ăn trứng cút, cậu Út rất ghét việc mà bếp núc. Cậu Út hơi hậu đậu một chút, cậu Út có một gia đình hạnh phúc. Yeah.